Chào các bác, đây là ba cái mẫu lồng chim cu gáy theo kiểu dạng lồng thổ Bắc Giang ấy. Thì có các cái size cỡ khác nhau, tôi làm chi tiết như trên video các bác nhìn thấy. Để các bác quyết định lựa chọn mua cái size bao nhiêu cho chú chim cu gáy yêu thích của mình. Các bác, tại vì có bác thì thích to, có bác thì lại thích nhỏ, tùy theo từng con nữa. Đây là cái size này, như trên video các bác nhìn thấy đã là cái size to nhất này. Cái cỡ này là 38, tức là đường kính ở đây ạ. Đường kính mình đo từ cái đầu này sang bên này, nó là 38 cm. Cái này là 34, cái này cỡ nhỡ. Thế còn cái cỡ nhỏ là cỡ 30 này, thì là cỡ nhỏ nhất. Tôi cầm lên cho các bác xem. Toàn bộ khi mà chúng tôi gửi lồng đi thì cái móc ở bên trong về các bác giúp tôi cài lại cái chốt nhé. Bởi vì nếu như mà gửi cả cái chốt thì cả cái móc thì nó sẽ cao như thế này. Nó cao này thì cái móc nó rất là dễ bị gãy. Và để đóng được một cái lồng chim này đi thì cũng rất là phức tạp, chứ không phải là đơn giản. Bởi vì nó là cái vật liệu rất là dễ vỡ, dễ gãy. Hình thức giao dịch thì các bác xem video quyết định mua cỡ nào thì các bác liên hệ trực tiếp. Tôi thông báo giá luôn cho cái mẫu lồng thổ Bắc Giang này, bên cơ sở chúng tôi đang cung cấp này. Cái nhỏ này, đường kính 30 là 350 ngàn, đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi. Cái 34 là 370, còn cái 38 này là 390 ngàn. Tất cả giá trên đều được bao cước phí vận chuyển tận nơi cho các bác rồi. Để đảm bảo quá trình giao dịch thành công thì các bác alo trực tiếp cho cơ sở chúng tôi. Bởi vì video thì các bác xem rồi, hình ảnh thì thực tế đây rồi, lan đi các thứ ngon lành. Giá cả rất hợp lý so với lại một chiếc lồng chim cu gáy. Rất là mong các bác mà đam mê về chơi chim cu, có nhu cầu mua lồng thì ủng hộ cơ sở chúng tôi bằng cách là đặt hàng, mua hàng. Cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày làm việc vui và thành công.